Chào mừng cả nhà đến với buổi live stream ngày số 11 trong chuỗi live stream 28 ngày thực hành lòng biết ơn. Và hôm nay với chủ đề là buổi sáng nhiệm màu trong cuốn sách Phép Màu. Hôm nay thì Hằng không tuyên truyền về cái tôn giáo đạo giáo nào cả. Hằng cũng không kinh doanh bất kỳ một cái sản phẩm nào, mà Hằng chia sẻ những cái kiến thức, những cái tư duy mà Hằng đã được học từ những người thầy, đã được viết thành những cái cuốn sách từ những người ta đã ứng dụng thành công. Và ngày hôm qua thì Hằng đã chia sẻ về bụi phép thuật dành cho mọi người. Chúng ta hãy thực hành cảm ơn ít nhất là 10 người khi họ làm cho mình cái điều gì đó. Ví dụ như là người phục vụ bàn, hay là tài xế taxi, hay là shipper giao hàng cho mình chẳng hạn, hay là những người cung cấp dịch vụ điện nước. Mình hãy nghĩ đến những cái điều mà người ta làm cho mình để mình biết ơn họ, biết ơn từ trái tim các anh chị. Biết ơn cả những người mà người ta làm cho mình không vui. Ví dụ như là một cái người phục vụ bàn mà người ta có một cái thái độ gì đó mà làm mình không vui, không hài lòng ấy, thì chúng ta hãy đặt mình vào cái vị trí của họ để chúng ta có thể là người ta đang có một cái vấn đề gì đó rất là lo lắng, nên là họ không được vui, cho nên là họ mới như vậy chẳng hạn. Và khi chúng ta đặt mình vào cái vị trí của người khác thì chúng ta sẽ thấu hiểu họ hơn, và chúng ta nó sinh ra cái tình yêu thương và lòng biết ơn các anh chị. Và khi chúng ta cảm ơn bằng cả trái tim ấy, thì chỉ có trái tim mới chạm đến trái tim. Và chúng ta hãy giữ cái cảm xúc, cái tần số tình yêu thương và lòng biết ơn, và chúng ta sẽ thu hút đến những cái điều may mắn đến với mình nhiều hơn. Và chúng ta tạo ra cho mình những cái may mắn, chứ không phải may mắn nó tự nhiên nó đến các anh chị. Và mọi thứ nó đều nằm trong cái suy nghĩ của mình. Nên là nếu biết ứng dụng cái luật hấp dẫn và tuân theo những cái quy luật của vũ trụ thì chúng ta sẽ tạo ra cái may mắn cho mình. Mình làm chủ cái cảm xúc của mình, làm chủ những cái suy nghĩ. Chúng ta hãy ứng dụng, thực hành từ nay về sau các anh chị nhé. Và hôm nay thì chúng ta đi qua cái ngày 11 với chủ đề là buổi sáng nhiệm màu. Và tác giả đây có viết rằng là khi thức dậy mỗi sáng thì hãy nghĩ về đặc ân khi được sống, được suy nghĩ và được cảm nhận tình yêu. Mỗi buổi sáng chúng ta luôn có rất là nhiều cái cơ hội để biết ơn. Khi chúng ta tập trung vào lòng biết ơn ấy, thì chúng ta sẽ không thể suy nghĩ đến những cái điều gì không tích cực được. Em chào chị Sang Ngô, xin chào cả nhà. Và nơi nào có sự biết ơn thì có thì sẽ không có cái sự hận thù. Và nơi nào mà có sự biết ơn thì sẽ không có sự giận dữ. Nơi nào có sự biết ơn thì sẽ không có sự sợ hãi. Nghĩa là cái cảm xúc không tích cực nó sẽ không đi vào được nếu như bên trong của mình nó ngự trị cái lòng biết ơn và tình yêu thương, để mình bao bọc xung quanh mình là cái trường năng lượng tốt các anh chị. Và ở đây tác giả có viết rằng là khi thức dậy vào mỗi ngày mới, trước khi cử động, trước khi làm bất cứ gì, hãy nói từ nhiệm màu cảm ơn. Nói cảm ơn vì bạn vẫn đang sống và bạn lại có thêm một ngày nữa để sống. Cảm ơn đời, mỗi sớm mai thức dậy, tôi lại có thêm một ngày nữa để yêu thương. Chúng ta có thêm một ngày nữa để yêu thương các anh chị nhé. Vì chứ không phải là thêm một ngày nữa để chúng ta chỉ nhìn vào những cái điểm chưa tốt của chồng, của con, của mọi người xung quanh mình, mà chúng ta hãy tập trung vào những cái điểm tốt, những cái điều tích cực. Vì theo quy luật vũ trụ ấy, thì chúng ta tập trung vào cái gì thì cái đó mở rộng. Những cái người thân của mình và những người xung quanh mình là vũ trụ đã đưa họ đến để cho chúng ta yêu thương họ các anh chị, để mình cho đi cái tình yêu thương, cho đi cái lòng biết ơn.
Khi mình cho đi tình yêu thương và lòng biết ơn ấy, thì mình sẽ thu hút những cái điều tốt đẹp đến với mình. Và các anh chị có thấy khi mình không vui ấy, thì cái tình yêu thương và lòng biết ơn của mình ấy, nó sẽ giảm đi và nó sẽ thu hút đến với mình những cái điều không tích cực, những cái điều không tốt. Và tác giả có nói rằng là nói cảm ơn vì giấc ngủ ngon mà bạn đã có. Chẳng phải bạn thật hạnh phúc khi có một chiếc giường để ngủ với gối và khăn trải giường sao? Cảm ơn khi bạn chạm chân xuống sàn, hãy nói cảm ơn. Cảm ơn khi chúng ta cầm đến cái bàn chải đánh răng hay là kem đánh răng chẳng hạn, và cảm ơn cái chiếc khăn mặt hay là cái xà bông. Rồi khi bạn là mặc quần áo thì hãy nghĩ rằng mình thật là hạnh phúc khi có những cái trang phục để lựa chọn chúng ta mặc trên người. Thì chúng ta hãy cảm ơn, nghĩ về tất cả những cái người mà đã tham gia vào quá trình tạo nên tất cả những cái quần áo, những cái đồ của mình đã được sử dụng ấy. Tôi luôn luôn cảm thấy vui vẻ vào thời điểm bắt đầu một ngày mới, một nỗ lực mới, một khởi đầu mới, bởi vì có thể phép màu đang chờ đợi ở một góc nhỏ khuất sau mỗi buổi sáng. Rồi tác giả có viết là hãy khiến hôm nay trở nên tốt đẹp nhất có thể bằng cách tập trung thực thi lòng biết ơn và mang phép màu vào các hành động trong buổi sáng. Từ khoảnh khắc bạn mở mắt ra cho đến lúc bạn mang giày vào và sẵn sàng cho một ngày mới, hãy nói từ nhiệm màu cảm ơn trong tâm trí khi chạm vào hay sử dụng bất cứ thứ gì. Chúng ta hãy yêu thương và biết ơn tất cả những cái đồ vật xung quanh chúng ta, tất cả những cái gì mình chạm đến các anh chị, và những cái con người hay là những cái đồ vật ấy, thì tất cả đều mang năng lượng. Ví dụ như là nước chúng ta uống, thì hôm trước Hằng cũng có chia sẻ về cái thí nghiệm của nước của Nhật Bản đấy, thì chúng ta hiểu rằng là nước nó cũng mang thông tin các anh chị, cho nên là chúng ta hãy biết ơn tất cả những gì chúng ta đang có, từ những cái đồ vật ví dụ như là điện thoại, hay là cái laptop chúng ta đang dùng, hay là xe chúng ta đang đi, hay là cái túi, hay là cái ngôi nhà mà chúng ta đang ở. Tất cả mọi thứ nó đều mang năng lượng và nó đều cảm nhận được hết các anh chị. Khoa học đã chứng minh cái điều này. Nó cảm nhận được thông qua cái suy nghĩ của mình. Tất cả chúng ta đều cần phải nâng niu, yêu thương và biết ơn. Nếu như chúng ta không biết ơn thì vũ trụ sẽ lấy lại, và vũ trụ rất là yêu thương các anh chị, cho nên là vũ trụ mới thấy rằng mỗi lần mình nhìn thấy ai đó hay một cái đồ vật gì mà mình không vui ấy, mình không có yêu thương ấy, nên vũ trụ hãy tước nó đi luôn. Và nói về vũ trụ hay là luật hấp dẫn hay sức mạnh tiềm thức, nếu các anh chị mà chưa hiểu sâu hay là chưa nghe đến thì chúng ta có thể tìm hiểu trên YouTube rất là nhiều cái thông tin. Đây là một kiến thức khoa học chứ không phải là cái gì đó. Nghe cái từ vũ trụ ấy, thì nhiều người cho rằng nó như là một cái tôn giáo hay đạo giáo gì ấy. Nhưng thực tế nó là một kiến thức khoa học đã được con người nghiên cứu và chứng minh các anh chị. Nên các anh chị, chúng ta sống trong cái vũ trụ này thì chúng ta chính là con của vũ trụ. Chúng ta sống thuận theo 6 cái quy luật của vũ trụ thì chúng ta sẽ có những cái điều tốt đẹp và may mắn đến với chúng ta. Thì có thể cái suy nghĩ nó là một cái gì đó nó xa vời, nó không đúng, nhưng chính là cái quy luật của vũ trụ thì chúng ta hãy sống thuận theo quy luật của vũ trụ. Ví dụ như là quy luật trong sao ngoài như vậy, khi bên trong chúng ta tập trung vào điều gì, chúng ta tập trung vào tích cực hay là tập trung vào cái điều không tích cực thì vũ trụ cũng thu hút đến với chúng ta những cái điều đó. Các anh chị có để ý khi chúng ta
ví dụ dùng một cái món đồ nào đó mà chúng ta không có yêu thương biết ơn ấy thì nó cũng không bền được anh chị. Còn cái đồ nào mà chúng ta nâng niu biết ơn, luôn nói điều tốt đẹp với nó thì nó rất là bền. Hoặc là những cái đồ vật chẳng hạn như là chúng ta để một cái xe máy mà chúng ta để vào trong kho, lâu ngày chúng ta không đi đến chẳng hạn, thì chúng ta không dòm tới, một năm sau chúng ta lấy ra thì chúng ta có đi được không anh chị? Nó cũng hỏng, nó cũng cũ đi đúng không ạ? Nên là tất cả mọi thứ nó đều mang năng lượng. Có những thứ mình lại nâng niu quá, mình lại cất kỹ quá, chúng ta không dùng đến ấy, thì theo thời gian nó cũng cũng hỏng đi. Đó là cái sự yêu thương không đúng cách và yêu thương không an toàn, nên một thời gian thì nó cũng lên đường các anh chị. Và con chúng ta cũng như vậy, chúng ta hãy chúng ta nói rằng là rất là yêu thương cái gia đình của mình, nhưng chúng ta lại không dành cho nhau cái sự yêu thương biết ơn, và không nhìn vào những cái điểm tốt để mà khen ngợi động viên nhau, mà toàn đi tập trung vào những cái điều chưa tốt của chồng của con để chỉ trích, và những cái suy nghĩ chúng ta nghĩ rằng là khi chúng ta bố mẹ nào ấy thì cũng thương con, chúng ta cứ nghĩ rằng quát mắng con, chỉ trích con để mong con tốt hơn. Thế nhưng khoa học đã chứng minh về tâm lý con người, những cái điều đó con lại không cảm nhận được, và chính bản thân Hằng cũng đã biết rằng là bố mẹ rất là yêu thương mình, nhưng mà mình nếu mà nói về ký ức thì Hằng chỉ nhớ nhớ rất là nhiều những cái lần mình bị mắng, còn những cái lần mình được yêu thương, những cái lần mình được nói những cái lời động viên ấy, thì gần như là không nhớ mấy các anh chị. Cho nên là các nhà khoa học đã nghiên cứu về tâm lý con người ấy, thì chúng ta hãy yêu thương đúng cách là chúng ta hãy thể hiện bằng cái lời nói, những cái ngôn ngữ rồi những cử chỉ tích cực để cho con cảm nhận được cái tình yêu thương của mình dành cho con, dành cho vợ hay là cho chồng của mình. Nhưng số đông chúng ta thì lại yêu thương không đúng cách các anh chị, và chỉ làm cho họ không vui, và cái mối quan hệ của chúng ta ngày càng trở nên không hòa hợp. Cho nên là số đông chúng ta, các con cứ lớn dần lên là tầm cuối cấp 2, đầu cấp 3 là chúng ta thấy rằng là con cứ xa dần mình, không còn gần gũi, không còn tâm sự, chia sẻ như ngày nhỏ nữa. Chính vì những cái điều đó mà bản thân Hằng đã biết đến những cái kiến thức này và Hằng học tập ứng dụng, thì bây giờ kết nối với con rất là tốt các anh chị. Cho nên là Hằng rất là muốn chia sẻ để cho ai đó nếu đang trong cái hoàn cảnh như Hằng trước đây, thì có thể đã giúp cho một người mẹ và những đứa trẻ được yêu thương đúng cách, và chúng ta cảm nhận để cho con cảm nhận được cái tình yêu thương của bố mẹ dành cho con. Vì đó là cái quy luật của tự nhiên, và chúng ta tập trung vào cái gì thì cái đó mở rộng. Chúng ta sống trong cái vũ trụ này thì chúng ta phải thuận theo những cái quy luật của vũ trụ, và vũ trụ sẽ không có ai thoát khỏi cái, nếu chúng ta làm không thuận theo quy luật của vũ trụ thì sẽ không ai thoát khỏi các anh chị. Và mình có thể nên chúng ta hãy rèn luyện yêu thương biết ơn những cái đồ vật mà chúng ta đang dùng. Nên mình nếu như mình không biết ơn ấy, thì chúng ta sẽ bị tước đi. Nói về yêu thương không đúng cách thì bản thân Hằng đã nhận được rất là nhiều giá trị các anh chị, và Hằng biết đến cái kiến thức này, Hằng nói chuyện với con, Hằng có cảm xúc, Hằng cảm nhận được cái tình yêu thương nó từ trong trong tim mình, và kể cả với chồng hay với bố mẹ của mình cũng vậy. Bởi vì tình yêu thương nó là dòng chảy một chiều, mình không cảm nhận được từ bố mẹ thì mình cũng không có để mà cho con, mà mình đã không có thì mình không thể cho ai được.
cũng giống như khách đến nhà chơi mà mình chỉ có táo thôi, mà mình muốn mời khách ăn bưởi thì cũng không thể có bưởi mà cho khách ăn đúng không ạ? Cho nên là chúng ta hãy học cách yêu thương đúng cách để cho con cảm nhận được, nó hỗ trợ rất là lớn cho cái sự thành công của con. Và từ khi biết đến kiến thức này thì Hằng mới hiểu rằng là nguyên nhân mà mình không kết nối với con không nghe lời, tất cả nó đến từ mình. Và mình thay đổi chính mình, thay đổi từ những cái suy nghĩ, thay đổi từ những lời nói, từ những cảm xúc của mình. Dần dần con đã cảm nhận được. Và Hằng thực sự vô cùng là biết ơn những cái người thầy đã đến với cuộc đời của mình. Bởi vì khi chúng ta đi tìm thì sẽ thấy, gõ thì cửa sẽ mở, khi học trò sẵn sàng thì người thầy sẽ xuất hiện. Nên là Hằng rất là biết ơn những cái kiến thức rất là tuyệt vời này. Nên chúng ta hãy rèn luyện yêu thương, biết ơn ngay cái thời khắc hiện tại, biết ơn những gì mình đang có thì vũ trụ sẽ mang đến cho mình nhiều những cái điều tốt đẹp hơn. Chúng ta hãy nuôi dưỡng những cái gì mình đang có để nó lớn lên. Khi mình có những cái cảm xúc tốt đẹp thì mình sẽ thu hút những cái điều tốt đẹp và may mắn đến với mình. Và chúng ta hãy trân trọng, trân quý những cái gì mình đang có, những người thân của mình, những cái đồ vật của mình đang sử dụng. Hãy biết ơn chồng của mình, biết ơn vợ của mình, biết ơn các con của mình, biết ơn những người thân và những người xung quanh mình. Và biết ơn ngôi nhà của mình đang ở, biết ơn chiếc xe của mình đang đi, và biết ơn tất cả những cái đồ vật mà mình sờ vào. Hôm trước thì Hằng cũng chia sẻ là gia vị nhiệm màu ấy, thì chúng ta hãy biết ơn những cái thức ăn trước khi mình ăn. Bởi vì có những cái thí nghiệm ấy, ví dụ như là thí nghiệm ba hũ cơm, cái hũ cơm mà nói lời yêu thương ấy, thì nó sau 1 tuần đến 2 tuần thì nó rất là thơm. Còn cái hũ cơm mà nói lời ghét ấy, thì nó thối rữa. Cho nên là tất cả mọi thứ nó đều mang năng lượng. Cho nên chúng ta hãy yêu thương, biết ơn tất cả những gì xung quanh mình. Và bắt đầu từ ngày hôm nay thì chúng ta hãy rèn luyện mỗi ngày từ buổi sáng. Và tác giả có nói rằng là buổi sáng chúng ta mở mắt ra là mình hãy cảm ơn cuộc đời vì mỗi sớm mai thức dậy tôi có thêm một ngày nữa để yêu thương. Và các anh chị nhớ là để yêu thương nhé. Chúng ta hãy yêu thương thì chúng ta sẽ nhận được những cái tình yêu thương từ mọi người, từ những cái đồ vật. Và nói đến cái luật hấp dẫn, khi chúng ta nghĩ gì thì chúng ta thu hút những cái điều đó đến. Thì bản thân Hằng thấy rằng là từ trước ấy, thì Hằng luôn nghĩ mình rất là may mắn, thì mình luôn nhận được những cái điều may mắn. Ví dụ như là đi học xong thì chỉ có mấy tháng thôi là Hằng đã xin được việc. Đến khi đi làm ấy thì ly lấy chồng thì đi làm nó lại hơi xa. Thì đến cái lúc mà Hằng mong muốn mình được chuyển đến cái nơi gần ấy, thì lại có những cái nguồn lực nó hỗ trợ cho mình xin rất là dễ dàng. Rồi có lần là mình cái công việc nó đến tay rồi nhưng lại có người khác tự nhiên lại đến giúp đỡ làm hộ mình. Hằng luôn nghĩ mình may mắn thì Hằng thấy rất là nhiều điều may mắn đến với mình. Hay là có lần Hằng được thông báo là phải chuyển công tác, thì bản thân Hằng nhận thấy rằng là mình cũng rất là cố gắng trong công việc, cũng rất là chăm chỉ, cũng rất là nhiệt tình, thì lại có người hậu thuẫn giúp cho mình được ở lại, đỡ phải đi xa. Cho nên là Hằng thấy mình rất là nhiều cái may mắn đến với mình. Và tác giả có nói rằng là cuộc sống là một món quà, mỗi ngày là một món quà, nên
Thật là vô lý nếu như khi thức dậy mà chúng ta không biết ơn. Thực ra thì số đông chúng ta cũng phải cơm áo gạo tiền rồi con cái, cho nên là chúng ta cũng không biết đến những cái, có thể là nhiều người sẽ không biết đến những cái tư duy này, nhưng mà khi biết đến thì mình nghĩ lại thì mình thấy nó rất là đúng các anh chị. Và bất kể là khi bạn đang còn ngái ngủ thì khi thức dậy hãy nói từ nhiệm màu cảm ơn. Cảm ơn vì mình còn được thở. Cảm ơn vì cơ thể mình còn rất là khỏe mạnh. Biết ơn cái giường, biết ơn vì có những người còn không có giường để nằm. Rồi chúng ta uống nước thì chúng ta hãy biết ơn nước, vì nước nó cũng mang thông tin. Và đặc biệt là cái cơ thể của mình nhé, 70% là nước. Các anh chị có thể tìm kiếm trên YouTube bí mật của nước. Các nhà khoa học họ đã nghiên cứu về nước. Nước nó cũng mang thông tin khi mà được nói lời yêu thương. Thí nghiệm hai cái cây ấy, hôm trước Hằng có chia sẻ, thí nghiệm hai cái cây, một cái cây hai cái cây đó là cùng để trong một cái môi trường. Một cái cây là hàng ngày những cái bạn sinh viên đến luôn nói lời yêu thương tích cực, và một cái cây nói lời ghét và chê bạn ấy xấu xí. Thì sau 30 ngày, cái cây mà nói những cái lời không tích cực ấy, nó héo hơn rất là nhiều các anh chị. Cho nên là khoa học đã chứng minh nước nó cũng mang thông tin, mà cơ thể chúng ta thì 70% là nước. Não của chúng ta cũng khoảng 80% là nước. Cho nên là chúng ta hãy nói lời biết ơn, hãy yêu thương những người thân của mình, con của mình, chồng của mình, vợ của mình. Bởi vì khi chúng ta được khen hay chúng ta được nói lời yêu thương thì chúng ta có thích không? Khi chúng ta thích thì chúng ta hãy làm điều đó trước với người khác. Chúng ta hãy là người cho đi trước thì chúng ta sẽ được nhận lại các anh chị. Và chúng ta cũng cần phải rèn luyện. Nó cũng chưa dễ dàng, nhưng chúng ta rèn luyện là chúng ta làm được. Vì tất cả nó đều là thói quen các anh chị. Cho nên là ví dụ như người thành công ấy, thì người ta hay tập trung vào những cái mục tiêu, những cái ước mơ của họ. Họ không tập trung vào những cái mà lo sợ rằng là mình không biết mình có làm được không, mình không đủ tốt, mình không đủ giỏi ấy. Thì chúng ta làm một cái gì chúng ta hãy có một cái niềm tin, là chúng ta tin và chúng ta làm được. Chúng ta cộng với cái sự nỗ lực, tất nhiên là chúng ta cũng phải kiên trì. Chúng ta muốn có kết quả mới thì chúng ta phải có hành động mới, đúng không các anh chị? Ví dụ như là từ khi Hằng học tập phát triển bản thân ấy, Hằng cũng đã phải nỗ lực rất là nhiều. Ví dụ như là vừa đi làm xong là sáng học tối học, nhưng vì mình thấy nó rất là hay, nó rất là cần thiết cho bản thân mình, cho gia đình mình, thì mình học, mình như kiểu là gọi là làm việc vì đam mê các anh chị. Cho nên là mình cũng thấy nó rất là khỏe, và mình có những cái thói quen khác, có những hành động khác. Trước đây 2 năm thì mình đã có những cái kết quả và mình cảm nhận được cái sự yêu thương, và mình cũng cho đi được cái sự yêu thương, thì mình sẽ đón nhận lại được những cái điều đó các anh chị. Và Hằng cũng đã chia sẻ, 42 tuổi Hằng rất muốn ôm bố mẹ của mình. Thế nhưng đã lâu lắm rồi mình không còn nhớ cái cảm giác đó nữa. Thì từ khi Hằng biết đến cái kiến thức này, Hằng đã ôm được bố mẹ của mình, thực sự rất là hạnh phúc các anh chị. Và thường xuyên ôm được con nhiều hơn. Bởi vì mình đã lâu lắm rồi mình không làm cái điều đó. Mặc dù mình rất là muốn, mình rất là yêu thương bố mẹ của mình, nhưng mình lại không làm được các anh chị. Cho nên là Hằng thấy những cái kiến thức này nó rất là hay, và muốn chia sẻ các anh chị chúng ta cùng ứng dụng để chúng ta khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn, và chúng ta có nhiều điều tuyệt vời hơn. Và khi chúng ta biết ơn ấy, thì mình sẽ thu hút những cái điều tốt đẹp và may mắn. Và tác giả có viết là nếu bạn biết ơn, bạn sẽ được ban tặng thêm và bạn sẽ có dư giả đủ đầy. Đó là một cái câu nói trong cuốn sách Phép Màu, rất là hay các anh chị.
Nếu bạn biết ơn, bạn sẽ được ban tặng thêm và bạn sẽ có dư giả đủ đầy. Khi chúng ta đủ đầy cái tình yêu thương hay đủ đầy từ trong suy nghĩ, từ trong tâm trí của chúng ta, thì chúng ta sẽ đủ đầy ở bên ngoài. Đó là quy luật của tự nhiên. Nên khi chúng ta biết ơn ấy, và mình trân quý những cái gì mình đang có, những cái người thân xung quanh mình, những cái đồ vật xung quanh mình, thì vũ trụ sẽ cho chúng ta thêm nhiều những cái điều tuyệt vời. Và anh chị thấy những cái người mà họ hay nuôi dưỡng cái tinh thần không vui vẻ, không hạnh phúc ấy, mà họ luôn hay tập trung vào những cái điều tích cực ấy. Bản thân Hằng cũng đã nhìn thấy khá là nhiều người khi người ta luôn phàn nàn về chồng này, phàn nàn về mẹ chồng chẳng hạn, thì gần như ngày nào họ cũng thu hút những cái điều khiến cho họ phàn nàn nhiều hơn các anh chị. Đó là những cái kiến thức mà người ta đã nghiên cứu. Cho nên là bản thân Hằng thì luôn nghĩ mình may mắn, Hằng luôn vui vẻ, thì Hằng cũng thấy mình thu hút đến những cái điều may mắn nhiều hơn. Nên là khi những cái người mà luôn tràn ngập trong tình yêu thương và lòng biết ơn ấy, thì họ rất là thọ các anh chị. Khoa học đã chứng minh ấy. Hay là một người mà ủ rũ, tinh thần không vui vẻ thì họ cũng không được khỏe. Khi tình yêu thương và lòng biết ơn mà mình có cái tần số cảm xúc đủ đầy, vui vẻ, hạnh phúc ấy, thì chúng ta biết ơn tất cả những cái gì mình ăn, những cái đồ vật mình sử dụng và những người thân của mình chạm tới cái gì ấy, thì chúng ta hãy rèn luyện. Chào bạn Nga nhé, chào bạn Thu Hiền Trần, không biết bạn hay là chị nữa, xin chào cả nhà. Thì chúng ta hãy biết ơn tất cả những cái gì mình chạm vào, bởi vì tất cả mọi thứ nó đều mang năng lượng các anh chị. Cái điều này đã được chứng minh khoa học. Và tất cả mọi thứ nó đều xảy ra hai lần. Mọi sự vật, sự việc đều xảy ra hai lần. Thứ nhất là xảy ra trong tâm trí của mình trước, thì nó mới xảy ra bên ngoài. Ví dụ như chúng ta muốn thiết kế một ngôi nhà thì chúng ta cũng phải vẽ trong cái tâm trí của mình. Chúng ta muốn làm cái ngôi nhà một tầng hay là hai tầng, bao nhiêu phòng, hay là chúng ta lên một kế hoạch để đi du lịch ở đâu đó chẳng hạn, thì chúng ta cũng lên một cái lịch là ăn ở đâu, nghỉ ở đâu, đúng không ạ? Thế cho nên là chúng ta hãy rèn luyện cho mình những cái tình yêu thương và lòng biết ơn từ trong tâm trí của mình. Và hiện tại thì Hằng đang có một cái nhóm học tập về phát triển bản thân, phát triển tư duy, chia sẻ từ những cái người thầy rất là trẻ đã ứng dụng thành công những cái kiến thức khoa học này, được học những cái, chúng ta được cài đặt lại những cái tư duy về sự giàu có, những cái niềm tin đúng, những cái thói quen đúng để hỗ trợ cho sự thành công của chúng ta về sức khỏe, về mối quan hệ, về tài chính. Ví dụ như trước đây Hằng có một cái suy nghĩ như này, khi nhìn thấy ai đó đang khoe tiền chẳng hạn, thì Hằng nghĩ rằng là ôi cái người này khoe khoang. Nhưng từ khi Hằng biết đến cái kiến thức này ấy, thì đó lại là một cái hành động của những người giàu, bởi vì họ ghi nhận chính mình, họ thấy mình rất là hạnh phúc và rất là giỏi khi mình kiếm được cái số tiền đó. Họ ghi nhận chính họ thì cái tiềm thức của mình nó sẽ vui vẻ và hạnh phúc, nó sẽ đi tìm nguồn lực cho mình có nhiều tiền hơn chẳng hạn. Đấy là những cái tư duy mà mình thay đổi để hỗ trợ cho cái sự thành công của mình. Và chúng ta được cài đặt lại thì chúng ta mới dám nghĩ lớn, và dám nghĩ lớn hơn thì chúng ta sẽ có những cái hành động khác. Có những cái hành động khác thì chúng ta mới có kết quả khác được, đúng không ạ? Ví dụ như là trước đây thì Hằng hơn 6 giờ mới dậy. Thế nhưng từ khi Hằng biết đến cái kiến thức này thì 4 rưỡi, 5 giờ kém là Hằng đã dậy để học tập phát triển bản thân mỗi ngày, để chúng ta có những cái điều tuyệt vời hơn trong cuộc sống. Nếu hiện tại các anh chị mà có mong muốn về sức khỏe, về mối quan hệ, về tài chính, để chúng ta có những cái thành công hơn, thì
mà chưa có môi trường học tập thì anh chị có thể nhắn tin cho Hằng. Nếu mà mong muốn được học tập thì có thể nhấn vào link tham gia, chúng ta cùng tham gia học tập phát triển mỗi ngày. Nếu mà anh chị nhận được giá trị mà mình có những điều tuyệt vời hơn thì thực sự Hằng cũng rất là hạnh phúc. Còn nếu mà chúng ta chưa thấy phù hợp thì cũng không sao các anh chị, thì chúng ta lại đi tìm những cái thông tin mới, những cái cơ hội mới được không ạ? Và cái buổi chia sẻ ngày hôm nay thì chúng ta hãy thực hành, chúng ta thực hành buổi sáng nhiệm màu trong cuốn sách The Magic ngày số 11. Buổi sáng nhiệm màu thì khi thức dậy vào đầu ngày mới, trước khi làm bất cứ cái gì khác thì hãy nói từ nhiệm màu cảm ơn. Hai là từ cái khoảnh khắc bạn mở mắt cho đến khi đã làm xong mọi thứ và sẵn sàng cho một ngày mới, hãy nói từ nhiệm màu cảm ơn trong tâm trí mỗi khi bạn chạm vào hay là sử dụng bất cứ cái gì. Thứ ba là cảm thấy mình thật là hạnh phúc và viết ra danh sách 10 điều hạnh phúc. Viết lý do tại sao bạn cảm thấy biết ơn. Ví dụ như là nhóm học tập của Hằng buổi sáng và buổi tối trước khi đi ngủ hay viết ít nhất là 10 điều biết ơn. Ví dụ như Hằng hay viết rằng là con biết ơn bố mẹ đã sinh ra con trên cuộc đời này để con được tận hưởng những cái điều tuyệt vời trong cuộc sống. Tôi biết ơn các con của tôi, nhờ có các con mà tôi biết đến cái trí tuệ tuyệt vời của một ngành khoa học này, để tôi trở thành một người mẹ thông thái hơn mỗi ngày. Ví dụ như vậy. Và có thể biết ơn những cái điều mình mong muốn có nữa các anh chị. Rồi biết ơn cái sức khỏe của mình, biết ơn từng cơ quan, bộ phận trên cơ thể của mình luôn khỏe mạnh. Rồi biết ơn những cái điều mình mong muốn. Ví dụ như là mình mong muốn con chăm chỉ học bài, tự giác học bài, thì mình viết với cái cú pháp là thì hiện tại các anh chị, mẹ biết ơn thì mẹ đang nhìn thấy con, tự giác học bài, rất là chăm chỉ, tự giác làm việc nhà giúp đỡ bố mẹ. Ví dụ như vậy các anh chị. Và bước thứ tư là trước khi đi ngủ thì chúng ta hãy cầm hòn đá nhiệm màu. Ngày thứ hai Hằng đã chia sẻ. Và chúng ta hãy nói từ nhiệm màu cảm ơn vì điều tốt đẹp nhất đã xảy ra trong ngày hôm đó các anh chị. Và chúng ta hãy có những cái suy nghĩ, cảm xúc và những cái lời nói chúng ta hướng tới những cái điều tốt đẹp, những cái điều tích cực. Điều đó nó kiến tạo nên cái cuộc đời của mình, chứ không phải là phụ thuộc vào ai khác các anh chị. Và ngày hôm nay thì chúng ta thực hành ngày thứ 11. Thì cái buổi chia sẻ của Hằng ngày hôm nay, Hằng cũng xin kết thúc tại đây. Nếu các anh chị có mong muốn được tham gia thì có thể nhấn vào link cùng tham gia học tập các anh chị nhé. Thấy hay thì có thể giúp Hằng chia sẻ cho nhiều người biết đến. Chúng ta cùng học tập ứng dụng mỗi ngày để chúng ta có nhiều điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống. Hằng xin chúc cả nhà sức khỏe, hạnh phúc và mọi điều may mắn. Xin cảm ơn cả nhà đã lắng nghe chia sẻ của Hằng. Xin chào cả nhà.